chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em vui mùa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhu. Dù gian nan khó nghi, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững trầm lắng đem bao buồn an vui hạnh phúc trong cõi trần này. Chùa như ánh dương soi đường, lửa tiếng rưới ấm nơi nơi pháp luân, truyền ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương sáng soi. Lành nắm trôi
xuân về vui hên khó đau đông tây gần lại tìm sâu đạo hồng Phật về thế giới hoan ca sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta Phật về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật thoát vòng tứ sai đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm, mặt đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh. Phật về vui hết khổ đau đông tây gần lại tình sâu đạo hồng Phật về thế giới hoan ca sông dài núi biếc ấy buồn vội ta chương trình ca nhạc chào mừng ngày đại lễ Vô Thần Đầu Bình Dương cũng như khai quang An Vi và đúc đại hồng tung đúc tượng Bác Hồ và đúc bác đại tướng Võ Nguyên Giáp bùng với gió pia pi parat vần lướt say nghe pi parat ô chặt cô lao chặt cô lao chặt cô Bờ lỡ xây nghe ma ra, mà lỡ xây nghe vi giật. Ú chặt cô lè, ú chặt cô lè, ú chặt cô lè.
vị vỗ tay ạ. Đường nét chưa xinh xinh thẳng hàng, lời muốn viết theo tay nhịp nhàng. Lời hay ấy chính em được biết, chính cô dạy em thế. Vừa lỡ say nghe mà ra, mà lỡ say nghe đi giật. Ú chặt cô lê, ú chặt cô lê, ú chặt cô lê. Đường nét chưa xinh xinh thẳng hàng, lời muốn viết theo tay nhịp nhàng. Lời hay ấy chính em được biết, chính cô dạy em thế. Vừa lỡ say nghe mà ra, mà lỡ say nghe vì giật. Ú chặt cô lê, ú chặt cô lê, ú chặt cô lê. À dì à Phật, chúc các quý Phật tử chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, các cháu học giỏi và phải nhớ lời cô dạy và ở trường cô dạy em thế. À dì à Phật, vâng. Xin cảm ơn ạ. Vâng, chúc làm sao để ngày mai tiếng chuông thần của chùa Linh Bảo vang đến vô lượng cõi và Bác Hồ Chí Minh còn mãi mãi muôn đời. Bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp có thể biến tất cả các thân ở khắp Đông Tây Nam Bắc bảo vệ cho đất nước Việt Nam chúng ta ngày một an khang thịnh vượng và đứng vững trên địa cầu của toàn thế giới. A Di Đà Phật. Vâng. Lời đầu tiên xin gửi lời tới các quý vị đại biểu cùng bà con cô bác lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Chơi nhà giàng mấy khi cách tên chơi nhà rót đời hát xuân trên trà mời nhau, rót đời hát xuân trên trà mời nhau để anh xây một miếng trầu rất rằng vẫn biết. Thân đừng thân bỏ qua, đừng ăn cơm người ơi người ở, đừng về cho con anh ngắm gặp lưng để người dân nhớ người dân thế này. Ra miền châu đừng cay, ra chén trà đừng chán, ra nghề quan đừng ngắm thi rồi hơi ai lại nói lòng để bây giờ ra ngõ ôi trong ra ngõ vào chợ. Đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà rót đời hát rót chén trà mời nhau, rót đời hát rót chén trà mời nhau để em rơi một miếng chờ thằng vân tiên qua cầu gió bay ra em đừng hát thay ra em đừng đèn nào đừng áo đứng thân đừng thân mò quà đừng hát câu người ơi người ở đừng về cho cô anh mắt gặp lưng chỉ để người dưng nhớ người dưng thế này. Xa miền châu đừng cày ra trên trà đừng chán ra người ngoan đừng hát thi rồi hơi ai làm mãi lòng để bây giờ ra ngõ ôi trong ra họ bảo chồng. Thank you.
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Đêm nay ngoài kia gió mưa bão bùng, thế gian quằn quại khổ đau điêu linh. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đoái nhìn lời con khấn cầu thiết tha. Tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn, cuối sinh lạy mẹ chứng cho đời con. Nguyện nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện nguyện cầu cho đất nước hòa bình, người người hết thương đau lầm than. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mong. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền, cúi xin lạy mẹ. Đồng bào chiến sĩ trận vong đã nằm xuống cho quê hương đất mẹ Việt Nam. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút
tưởng niệm kết thúc, thay mặt ban tổ chức, chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đó là ước nguyện của mỗi người con Phật khi đã hướng tâm theo chí nguyện phẩm pháp lợi sinh của chư Phật và lịch đại tổ sư kế truyền. Bởi lẽ mãi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh của những người con Phật, là nơi phụng thờ Tam Bảo, đồng thời là nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc giữa lòng nhân thế, tràn đầy tinh thần từ bi và trí tuệ. Trong đó, hình ảnh vị trụ trì luôn là tấm gương mô phạm đầy sức sống, là linh hồn của ngôi chùa. Tượng Phật, chuông chùa là pháp khí của thiền gia, thức tỉnh con người rời từ bến mê đến bờ giác ngộ. Đại đức Thích Quảng Vượng với lý tưởng hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức, Đại đức đã phải nỗ lực phấn đấu thật nhiều, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, giáo hóa gieo duyên với chúng sinh bằng cả tấm lòng từ bi vô ngã. Và khi phúc duyên đầy đủ, trên là sự gia hộ của thập phương chư Phật, kế đến là sự thương tưởng của chư tôn đức giáo phẩm, ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, ban trị sự Phật giáo huyện Đông Anh, sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự hảo tâm của bà con nhân dân Phật tử đóng góp tạo bè tạo phúc. Đến nay các hạng mục chùa Linh Bảo như lầu Quan Âm Điện, đại tượng Phật A Di Đà đã hoàn thiện, là nơi Phật tử xa gần về chiêm bái. Nhân dịp này, đại đức trụ trì cùng nhân dân cung đúc đại hồng chung tôn tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó chính là những phúc duyên thù thắng của người con Phật. Hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2018, tức ngày 20 tháng 11 năm Đinh Dậu, duyên lành đã đủ, chùa Linh Bảo, thôn Thạch Nham, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, long trọng tổ chức đại lễ Vô Thần Nhập Tượng, khánh thành lầu Quan Âm Điện, đúc đại hồng chung, tô tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Toàn thể đại chúng chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn chào mừng. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính giới thiệu đến chứng minh buổi đại lễ hôm nay có Thượng tọa Thích Xuân Hòa, trụ trì chùa Đồng Nhân Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Chúng con xin được cung kính giới thiệu đại đức Thích Quảng Vượng, trụ trì chùa Linh Bảo, xã Minh Hưng, Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư thầy Thích Đàm Sang, trụ trì chùa Thiên Phúc, Quốc Oai, thành phố Hà Nội, người chứng minh buổi lễ. Về phía chính quyền, chúng tôi xin được trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Huyên, nguyên chủ tịch huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Trọng Dũng, nguyên lãnh đạo công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Xuân Phái, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hưng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Thuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Hưng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Điếm, Bí thư chi bộ thôn Thạch Nham. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thành, trưởng thôn Thạch Nham. Và về dự buổi lễ hôm nay có luật sư Hoàng Ngọc Thành, chủ tịch câu lạc bộ thơ Việt Nam. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có đài truyền hình thành phố Hà Nội cũng về đưa tin buổi lễ hôm nay. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về dự đại lễ hôm nay có đông đảo các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền, các quý vị đại biểu, khách quý, quý mạnh thường quân, quý nam nữ, Phật tử thập phương xa gần cùng toàn thể nhân dân đã về tham dự. Toàn thể đạo tràng ta dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào mừng. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chùa được đứng hiền lành từ thuở xưa, hồn dân gửi gắm từ bao giờ, tục tiên bồi
qua năm tháng, nối tiếp không ngừng lớp tuổi thơ, kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể đạo tràng. Mặc dù đã trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, của thời đại, thế nhưng chùa Linh Bảo vẫn luôn là chỗ nương tựa tâm linh vững chắc của bà con nhân dân Phật tử thôn Thạch Nham, xã Minh Hưng. Giờ đây, trong giờ phút thiêng liêng này, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Xuân Phái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Hưng lên tuyên đọc sơ lược lịch sử chùa Linh Bảo và khai mạc đại lễ Hô Thần Nhập Tượng khánh thành Quan Âm Điện hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Vô Thích Bổn Sư Kim Phật, kính bạch chư tôn Thiên Đức Tăng, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân, kính thưa các khách quý, nam nữ Phật tử xa gần và bà con xa quê, hòa chung trong không khí thi đua của cả nước nói chung và nhân dân thôn Thạch Nham nói riêng, lập nhiều thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018. Hôm nay được sự nhất trí của các cấp chính quyền thôn Thạch Nham cùng nhà chùa long trọng tổ chức đại lễ khánh thành nhà Quan Âm Điện và đúc chuông đức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kính thưa các quý vị đại biểu, thật tuyệt vời và phấn khởi và tự hào ở đây trên mảnh đất thân thương của quê hương Thạch Nham, nơi mang nặng nghĩa tình thôn Thạch cảnh đẹp người sinh, đồng quê hương đúa thắm tình quê ta, khen ai tạo cảnh quê nhà, làng trên sông dưới gốc đa mai đình. Hôm nay rất vinh dự và tự hào cho ban tổ chức và nhân dân chúng tôi được hân hoan chào đón chư tôn đức và đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân các cụ thôn Đại Áng, đoàn cán bộ và các cụ thôn Bối Khê, đoàn cán bộ và các cụ thôn Đan Hiếm, đoàn cán bộ và các cụ thôn các thôn trong xã, thôn Quảng Minh, thôn Đan Thầm, thôn Thiên Đông và thôn Thượng Mỹ, cùng các quý vị đại biểu đã từ tám hướng mười phương về tham quan dự lễ khánh thành, tham quan khánh thành nhà Quan Âm Điện, đức đại đồng chuông và đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kính thưa các quý vị đại biểu, từ khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam, Phật giáo luôn đồng hành cùng các dân tộc, tâm linh tín ngưỡng đã đóng góp vai trò rất quan trọng đối với người dân Việt Nam chúng ta. Người dân luôn luôn hướng tâm đến những điều tốt đẹp, chân thiện mỹ. Vì vậy, người con quê hương Thạch Nham luôn mong muốn có được ngôi chùa khang trang để ngày đêm chiêm bái. Chùa Linh Bảo tuy còn nghèo nàn đơn sơ nhưng là nơi gửi gắm tâm linh của các thế hệ hôm nay và mai sau của những người con quê hương thôn Thạch Nham, là một vùng quê đồng chiêm trúng, mùa nước nổi làm như một củ lao tràng, xây nhà theo lối cổ có 102 trên thế giới, cả làng theo một hướng, nhà nối nhà, sân là đường đi chung, tạo nên sự đoàn kết ấm cúng, tối lửa tắt đèn có nhau. Cuối làng là một quần thể di tích đình chùa miếu đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng. Ngôi chùa làng đạt từ lâu đã không có sư chủ trì, đến năm 2003 được cung đón Đại Đức Thích Quảng Nhượng về chủ trì. Thầy là bậc chân tu không quản vất vả khó khăn, ngày đêm giáo hóa tín đồ thập phương và bà con nhân dân trong thôn, phát tâm công đức xây chùa ngày một khang trang đẹp đẽ. Đến nay nhờ sự công đức của mười phương chư Phật, có sự cố gắng ngoại giao của Đại Đức Thích Quảng Nhượng và sự giúp đỡ của tạo điều kiện của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự hảo tâm công đức của nhân dân, người giàu một bó, người khó một nén, đến nay nhiều hạng mục chùa Linh Bảo đã được hoàn thiện, giá trị trên 10 tỷ đồng, đó là lầu Quan Âm Điện, đại tượng Phật A Di Đà, tượng cổ tát Quan Thế Âm hình mắt hình tay. Nạn nhân dịp này, Đại Đức chủ trì cùng nhân dân xa gần Phật tử đã công đức tìm của một ni một nai, người giàu một bó, người khó một nén, và toàn tâm toàn lực để đại hồng chuông và thượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Giờ đây người nhân dân Thạch Nham cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được chứng kiến ngôi chùa Linh Bảo thân yêu ngày một đời mới khang trang hơn. Trong thời khắc trang nghiêm này, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ khánh thành đúc chuông đúc tượng ngày hôm nay. Xin kính chúc các tôn chư tôn đức
thân tâm an lạc. Kính chúc toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, vẻ hạnh phúc. Chúc cho mọi nhà phúc cao như núi, lộc dài như sông. Chúc cho đại lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bài thay mặt của ông Đào Xuân Phái. Xin kính chúc ông và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể đạo tràng đến chia vui với vị trụ trong buổi đại lễ ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi có những lãng hoa đến từ tập thể và cá nhân dân chúc mừng. Ban tổ chức nhận thấy có lãng hoa từ cán bộ và nhân dân thôn Thạch Nham đến chúc mừng đại lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Điếm và ông Nguyễn Văn Thành lên tặng hoa. Chúng con cung thỉnh đại đức trụ trì lên nhận hoa. A Di Đà Phật. Toàn thể đạo tràng chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và xin trân trọng cảm ơn và lắng hoa chính quyền và ban tổ chức. Chúng tôi nhận thấy có lắng hoa chúc mừng từ gia đình ông Thắng Bình. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng ông Hoàng Đình Thắng. Thay mặt gia đình lên tặng hoa, xin trân trọng kính mời ông. Và chúng tôi trân trọng kính mời ông Đào Hà. Toàn thể đạo tràng chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn. Vâng ạ, xin ra trân trọng và cảm ơn lãng hoa đến từ Hoa Đào Việt Nam ở vùng Hà Đông có lãng hoa Việt Nam kính mừng đại lễ ngày hôm nay. A Di Đà Phật, chúng con cung thỉnh đại đức trụ trì an toàn. Kính thưa toàn thể đạo tràng, ban tổ chức chúng tôi nhận thấy có rất nhiều lãng hoa đến từ các tập thể và cá nhân từ trong và ngoài thành phố cũng đến chúc mừng chia vui với đại đức trụ trì nhân ngày trọng đại hôm nay. Vì thời gian còn hạn hẹp nên ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế âm thầm mà thôi. Ngôi chùa Linh Bảo đơn sơ thanh đạm là thế, nhưng đó là tất cả những gì đậm thắm thân quen, là nguồn an ủi vỗ về đối với sự sống của mỗi người dân và trước những biến thiên dập dồn của dân tộc. Chỉ với chất liệu đơn sơ mộc mạc chân thành để có được ngôi chùa khang trang tố hảo như ngày hôm nay, đại đức trụ trì đã trải qua rất nhiều khó khăn gian nan vất vả. Giờ đây, trong giờ khắc trang nghiêm thanh tịnh này, thay mặt ban tổ chức, con xin thành kính cung thỉnh đại đức Thích Quảng Vượng, trụ trì chùa Linh Bảo, thành phố Hà Nội nên có đôi lời phát biểu. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức A Di Đà Phật. Toàn thể đạo tràng chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa các vị quan khách, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, huyện Thanh Ngoai, thành phố Hà Nội, các đồng chí nguyên là chủ tịch là lãnh đạo của huyện ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, kính thưa và cũng là gửi tới lời cảm ơn ông Nguyễn Hồng Yên và các đồng chí lãnh đạo của huyện. Kính thưa tất cả các đồng chí lãnh đạo câu lạc bộ thơ Việt Nam, họ Đào Việt Nam, họ Đào Việt Nam vùng Hà Đông, các cụ hai dân quê hương Thạch Nham, quê hương Đại Án thân yêu. Kính thưa toàn thể bà con thập phương xa gần, hôm nay trong giờ phút trang nghiêm của ngày lễ mừng khánh thành Điện Quan Âm và hoàn tất công việc làm lễ hô thần nhập định tượng Phật Tổ Di Đà, Đức Quán Thế Âm Thiên Thủ Đại Tượng, và ngày hôm nay đại lễ đúc Đại Hồng Linh Bảo Thần Chuông của chùa Thạch Nham, đúc tượng Thánh Quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là những việc vô cùng ý nghĩa và cao cả quan trọng. Công việc
tổ chức ngày hôm nay rất là trang nghiêm và thành kính. Thập phương Phật tử, người có của, người có công, nhân dân bà con, người một chút, người nhiều, người ít, quê hương gắn bó với ngôi chùa, thầy chùa với nhân dân, giống hai mà là một. Thập phương Phật tử xa gần cũng đã hoan hỷ cùng chư tăng chúng tôi đã công đức phát động phong trào để xây dựng chốn Già Lam ngày thêm đỉnh thịnh, nối gót theo chân các bậc tổ đức, chư tôn hòa thượng quá cố, chư vị giác linh tổ sư và các bậc cha anh, cũng như chúng tôi luôn luôn ghi khắc công ơn của các bậc tiền nhân, những bậc thầy, bậc cha, bậc anh và các cụ đã quá cố xưa kia, cũng như các anh hùng có công với nước, chúng tôi luôn luôn ghi nhận những tấm lòng vàng của các quý vị. Và ngày hôm nay công việc được thành công như thế này là nhờ ơn đức chư Phật, chư Tổ, chư Thánh Hiền Tăng và tất cả thánh chúng gia hộ. Bên cạnh đó là sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ và nhân dân thôn Thạch Nham cũng như Phật tử xa gần đã ủng hộ. Công đức này xin được chia đều cho tất cả các quý vị ở đây và các quý vị công đức nhưng vắng mặt ngày hôm nay. Xin được cầu nguyện Tam Bảo Hồng Ân chư Phật gia hộ cho các quý vị, cho chư tôn đức, chư vị khách quý và các quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành, gia đình hạnh phúc. Xin chúc buổi lễ đúc Đại Hồng Chung, đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, đúc tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc thành công viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân những lời phát biểu của Đại Đức Chủ trì. Kính chúc Đại Đức thân tâm an lạc, tự viên thành. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo vàng đẹp khóa sáng hơn lên, tô điểm mãi cho linh hồn dân tộc. Uống nước nhớ nguồn, con dân nhớ gốc, dân tộc trường tồn phải nhớ bóng Như Lai. Trải qua bao cuộc thịnh suy của dân tộc, Đạo Phật luôn thể hiện tinh thần từ bi vô ngã và tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn. Hôm nay đây, trong niềm vui của buổi đại lễ, chúng tôi rất vui mừng trước sự hiện diện của các cấp chính quyền địa phương. Và trong giây phút này, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thành, trưởng thôn Thạch Nham, đại diện cho chính quyền địa phương lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đại đức, sư tăng Phật tử, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, dân chính địa phương, kính thưa các cụ, con các bà khách thập phương, các cụ, con các bà xa quê hương và toàn thể nhân dân. Ngôi chùa là hình ảnh, là hồn thiêng của nhân dân đã in đậm trong mỗi người dân. Ngôi chùa là điểm tựa tâm linh qua tiếng chuông chùa ngân nga trong mỗi sớm, mỗi chiều. Hồn chuông mang giáo lý tử vi của Đức Phật, tiếng chuông thanh tịnh đầy áp sự sống của đạo và đời. Kính thưa các quý vị đại biểu khách và toàn thể nhân dân, được sự đồng thuận thống nhất của nhà chùa, cán bộ, các cụ và toàn thể nhân dân, hôm nay tại chùa Linh Bảo thôn Thạch Nham, nhà chùa và toàn thể nhân dân tổ chức đại lễ đúc Đại Hồng Chuông tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay mặt lãnh đạo thôn và toàn thể nhân dân, xin ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp to lớn của các chư tăng Phật tử, các quý vị đại biểu khách, các ông bà khách thập phương, các ông bà xa quê hương và toàn thể nhân dân đã có lòng hảo tâm công đức đúc Đại Hồng Chuông và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kính chúc Đại Đức Chư Tăng thân tâm thường an lạc. Kính chúc các quý vị đại biểu khách, các cụ, các ông bà khách thập phương, các cụ, các ông bà xa quê hương và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực. Chúc đại lễ thành công. Xin chân thành cảm ơn ạ.
Đạo pháp trường tồn do tăng già hoàng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi đàn Việt tín tâm. Thể theo lời dạy ấy, hàng Phật tử chúng con kể ít người nhiều chung tay đóng góp tịnh tài tịnh vật để cho ngôi già lam Linh Bảo ngày một khang trang tố hào. Và hôm nay đây, ước nguyện đã gần như thành hiện thực trong niềm vui hân hoan của ngày đại lễ. Xin phép quý ngài cho Phật tử chúng con dâng lên cảm tưởng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời cụ Nguyễn Văn Tiến, chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn Thạch Nham, đại diện cho Phật tử lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa thượng tọa, hòa thượng, các tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa các Phật tử khách thập phương, kính thưa các cụ hai giới cùng toàn thể bà con xa quê hương và nhân dân thôn Thạch Nham. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt hội người cao tuổi thôn Thạch Nham gửi tới thượng tọa, hòa thượng, các tăng ni cùng các quý vị đại biểu khách và toàn thể nhân dân thôn Thạch Nham một lời chào, một lời chúc sang năm mới luôn mạnh khỏe, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương. Kính thưa thượng tọa, hòa thượng, tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa các Phật tử khách thập phương, kính thưa các cụ hai giới cùng toàn thể nhân dân và bà con xa quê. Thạch Nham là một vùng quê nghèo, nhân dân lam lũ làm ăn, cuộc sống nhân dân chủ yếu sống với lâm nghiệp, trong cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Song với truyền thống của người dân Thạch Nham là cần cù chịu khó, luôn khắc phục mọi khó khăn để xây dựng quê hương. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã sáng lập ra Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, trong niềm vui chung đó không thể thiếu được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của hội người cao tuổi. Tôi thay mặt cho chi hội người cao tuổi thôn Thạch Nham xin chân thành cảm ơn các quý vị khách, cảm ơn các Phật tử xa gần cùng bà con xa quê đã luôn hướng về quê hương Thạch Nham, cùng nhân dân xây dựng quê hương ngày càng một đổi mới. Xin kính chúc các quý vị đại biểu khách và Phật tử khách thập phương cùng hai giới các cụ, toàn thể nhân dân trong thôn đoàn kết trên dưới một lòng cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng khang trang đổi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, trước khi tôi ngừng lời, tôi xin đọc một cái bài thơ này, đó là một cái bức thông điệp gửi tới những ai là còn mẹ. Tôi xin đọc cái bài thơ này. Bài thơ này mang tựa đề là Tình Mẹ. Vần thơ tặng mẹ chiều nay, viết sao tỏ được tình lầy trong tôi. Mẹ nay tuổi ngót 90, mắt mờ chân trọng, tuyết phơi mái đầu, nhớ ngày dài những đêm thâu, đứt gánh giữa cầu còn lại mẹ tôi. Một đàn con nhỏ chơi vơi, tay chèo tay trống mẹ tôi một mình. Mẹ bằng cả sức bình sinh, thân cò thân vạc chọn tình nuôi con. Trắng khuyết rồi trắng lại tròn, chúng con nay đã lớn khôn nên người. Mẹ như sao sáng giữa trời, mẹ là người mẹ suốt đời con yêu. Mong sao mỗi sớm mỗi chiều, mẹ về còn đó, con yêu đi về. Cho con nằm dạ hả hê, được chăm dưỡng mẹ, thuận bề hiếu trung. Tình mẹ biển cả mênh mông, làm sao đong đếm kể công tháng ngày. Con nay con cháu đủ đầy, vẫn thèm tiếng mẹ mỗi ngày gọi con. Xin hết. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn cụ Nguyễn Văn Tiến và bài đầy cảm xúc vừa rồi. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Và nối tiếp chương trình đại lễ hôm nay là điệu
là điệu múa Cô Đôi Thượng Ngàn do đội phụ nữ thôn Thạch Nham trình bày ạ. Toàn thể đại chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Ngọc đèn chốn kim môn cô ra vào, ngọc đèn chốn kim môn danh thơm ngoài cõi biến đồn, trong cung
bản sắc tốt hơn đi dương già chỉ là xanh ngắm quả nhiều. Tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi
xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm hận sâu tê tái, quay trở về bờ giác an vui. Quyết 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 quay trở về bờ giác an vui. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng,
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường, lưu thuyền từ vớt qua bến mê đến nơi bờ xa. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước canh dương xoa dịu lòng than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây.